Chỉ còn a little girl. Chị chuẩn bị đi học nè cô chú. Come on baby, you gotta put your coat on, it's cold outside, baby. Come on, put that on for me. Come on, stand up. Stand up. Right, put it on. Go on, you hold it and put it on, baby. I have the mother dick. Trời ơi, ghê quá. Ghê quá. Cái áo khoác này bao ấm luôn nè cô chú. Thôi con. Don't be saying that on the video. Come on, get dressed. Come on, this will take for it'll be Sunday by the time you've done this. Come on, we got to go. Or Gigi gonna miss breakfast at school? Ma, I had a day at school too. Hi. It was very loud. What? Goodbye, Gigi. Gigi, đi học ngoan nha. Goodbye. Nói vậy. Cái mặt nó nổi một mụn đây nè. Nổi một mụn bên kia. Ừ. Có đau không? Rồi con đi học ngoan nha. Chiều về đi chơi. Thôi, không có nói gì nữa, mẹ không có chịu đâu nha. Rồi chụt mẹ cái đi học nè. Rồi đi học good girl nha chưa. Hôm nay Tony ở nhà cho nên là sẽ phụ mình một số việc các bạn. Cái kệ ở trong nhà tắm này thì mình sẽ khiêng đem xuống phòng ăn mọi người. Và mình mới mua một cái kệ mới ở IKEA đó, đem về ráp để vô cái phòng tắm này. Hôm nay Tony ở nhà thì anh sẽ ráp giùm mình. Hút bụi này mọi người thấy như vậy nhưng mà rất là nặng đó các bạn. Tại vì cái thảm của mình nó dày lên đó, mình đẩy đi nó không có nổi luôn. Với cái máy hút bụi này nó to nữa, mình đẩy không có nổi mọi người. Từ sau khi mà mình sinh Chi Chi á, là cái cổ tay của mình nó yếu hơn. Mình làm cái gì nặng á, mình cố gắng mình làm cũng được nhưng mà tối ngủ sẽ nhức dữ lắm. Nên những cái việc này là Tony làm nè mọi người. Hôm bữa mới đi IKEA mua cái này giống như là cái kệ vậy đó mọi người. Cái kệ để trong nhà tắm để mấy cái dầu gội sữa tắm gì với lại máng khăn nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2, 4, 6, 8, 10. Bây giờ thì Tony ráp cái kệ cho mình nè các bạn. Cái kệ này mình thấy rất là nhẹ luôn. Mình mấy bữa trước ảnh đi công tác đó thì mình nói thôi để ở nhà mình ráp cho, nhưng mà ảnh nói thôi để anh ráp. Tại vì ảnh không có tin tưởng là mình sẽ làm được. Ảnh sợ mình ráp rồi không có chặt nè, rồi bị thiếu ốc hay bị gì đó, rồi cái kệ nó đung đưa nó không có chắc đó. Cho nên anh nói thôi để anh về anh làm cho chắc. Cái kệ này là người ta làm bằng gỗ thật đó các bạn. Tại vì mình sử dụng ở trong nhà tắm á thì nhiều khi có hơi nước hay gì, mà nếu mà làm bằng ván ép á thì nó sẽ thấm vô, nó rút nước. Cái gỗ này chắc không biết là có phải gỗ thông không, nhưng mà nó rất là nhẹ. Kệ này mình mua ở trong shop IKEA, cái cửa hàng nội thất của Thụy Điển đó các bạn. Cái này khoảng 2,4 triệu. Nói chung mà nhập qua Anh thì bán cái giá như vậy là cũng không có đắt các bạn. Nhìn mình thấy nhẹ như vậy nhưng mà những cái con ốc này nè vặn rất là cứng luôn mọi người. Tony vặn mà còn đau tai nữa. Bởi vậy anh không có tin tưởng để mình làm là đúng luôn á. Nếu mà mình làm thì chắc là mình làm không có nổi luôn mọi người. Tại vì vặn không có nổi, nó cứng quá. Now. There we go, like that. Get them all lined up first. Yeah, I'll give us those as well. Just.
đã ráp xong rồi nè các bạn. Nhìn rất là gọn nhẹ và cái màu nó rất là nhu ha mọi người. Bây giờ thì để vô trong cái nhà tắm và mình sẽ dọn dẹp lại cái nhà tắm các bạn. Buổi chiều thì mình mới đi siêu thị về luôn nè mọi người. Thường thì một tuần mình sẽ đi siêu thị một lần, là mình mua đồ ăn và trái cây, sữa gì đó, các thứ sử dụng cho một tuần luôn. Thì đây là trái cây nè mọi người. Trái cây này hai mẹ con Kim sẽ ăn trong một tuần. Tony là không bao giờ ăn trái cây luôn đó các bạn. Cuối tuần có hai anh của Chi Chi đến thì mình làm một ít trái cây cho hai cái anh đó nữa. Còn bao nhiêu là hai mẹ con ăn. Những cái loại trái cây này thì không có đắt lắm các bạn. Ví dụ như những cái trái cây mà nhập từ Việt Nam qua thì rất là đắt nha. Nhưng mà những cái loại trái cây mà mình mua được ở siêu thị Tây á, thì giá nó tính so với bên này á, thì cũng giá bình thường thôi à, chứ không có đắt. Như ở Việt Nam thì mua cóc, xoài, ổi gì thì rẻ ha mọi người. Nhưng mà mua nho, táo, cherry gì đó thì rất là đắt. Nhưng mà ở bên đây thì ngược lại. Nho, táo, cherry thì rẻ, nhưng mà mua cóc, ổi, đồ gì mận, đồ gì đó là rất là đắt luôn mọi người. Mình lấy trái cây cũ ở trong cái tô sứ này ra, mình lau chùi cho sạch mọi người. Xong rồi mình sẽ để cái mới mua vào trước, cái cũ thì để lên trên để mình ăn trước đó. Tuần này thì mình ăn những cái cam quýt này còn nè, cho nên là mình không có mua cam quýt nữa, mà mình mua đây có táo nè. Cái táo này, một cái túi này 6 trái là khoảng 60.000 Việt Nam đồng đó các bạn. Táo rất là giòn ngon luôn. Cái này là 1 kg đó mọi người. Cái nải chuối này cũng khoảng 1 kg nè mọi người, là khoảng 30.000 đó. Những cái quýt này tuần trước mình mua cũng không có đắt mọi người, 1 kg khoảng 60.000. Còn có cái hồng này nè, cái hồng là hơi đắt. Một cái hộp 3 trái là khoảng cũng khoảng 60.000 đó các bạn. Đây là 3 quả chanh dây cũng khoảng 60.000 luôn. Hai mọi người, hôm nay mình làm cái món sườn bò nướng nè các bạn. Cái sườn bò lúc nãy mình ướp dầu ô liu với lại muối và tiêu và mình massage, mình để khoảng 30 phút. Xong mình cho lên cái chảo thật là nóng, mình chiên xém cạnh nè mọi người, cho nó vừa vàng xém cạnh luôn đó. Bây giờ mình sẽ để vô lò nướng. Để vô lò nướng khoảng cái thịt này nó hơi dày nè, tại vì nhà có Chi Chi á, cho nên mình phải làm chín mọi người, chứ nó đã đỏ không có được. Có trẻ em thì cho bé ăn thịt chín. Đây mình có để lên mấy cái lá xạ hương nè cho nó thơm á. Giờ mình sẽ để vô lò nướng khoảng 15-20 phút gì đó, mình sẽ thăm chút xíu, nó khoảng 15 phút mình sẽ thăm xem cái thịt nó đã được chưa. Thịt bò của mình nó chín rồi nè mọi người, sau khoảng 25 phút nha mọi người, tại vì cái sườn của mình cái thịt nó hơi dày á. Cái gì vậy con? Cỏ không đau hả? Quái. Rồi con bị đau cổ, bị bệnh rồi đó. Để mẹ chuẩn bị. Đây nè cô chú, Chi nó đang than là nó bị đau cổ, nó uống nước nó bị đau cổ. Hồi sáng giờ là đã sổ mũi rồi đó, để chút nữa ăn cơm xong mà lấy thuốc cho uống nha. Nha. Thở nhõng nhẽo kìa. Thì chứ giờ con muốn làm sao? Hả? Muốn cái gì? Muốn gì nói? Trời ơi, I don't know. Vậy thôi, đợi mày chút xíu đi, mày lấy thịt ra nè. Bây giờ mày sẽ làm đồ ăn, mày sẽ lấy cơm lên rồi ăn. Ăn cơm rồi uống thuốc. Let's see đây. Đây, hai cái miếng sườn. Hai cái miếng sườn rất là ngon nè mọi người. Hả? Con muốn ăn thịt đúng không? Mình có xào một cái rau nè các bạn, có nấm, măng tây và hành ba rô. Mình xào với mình xào với dầu hào đó mọi người, ăn chung với cái thịt này nè. Đây là mình đã nấu hơn, mình đã nướng hơn 20 phút rồi đó, bên trong vẫn còn hồng quá trời luôn nè. Thank you.
rất là mềm mọi người. Đây, rất là thơm ngon luôn. Cái sườn này đó, nó có mỡ mỡ nè, ăn nó rất là mềm, ngon lắm, rồi béo nữa. Cái này mình sẽ xắt mỏng mỏng ra, nhỏ nhỏ ra cho Chi Chi. Cái này chín hơn nè. Chị hôm nay chị than ba cổ nhưng mà không biết chị có ăn được nhiều không. Trời lạnh á cô chú, cho nên là trẻ em dễ bị bệnh lắm. Cái thịt này là nó chín nè. Tại vì cái miếng sườn chỗ này nó có nhiều mỡ hơn á, cho nên là nó chín đỏ hơn cái miếng lúc nãy. Cho nên là nó chín hơn lúc nãy. Mình sẽ cắt ở phía vòng vòng bên đây nè, ở phía ngoài là nó sẽ chín hơn bên trong cho chị ăn. Tại vì ở bên trong thì nó vẫn còn hơi hồng đó. Mềm ngon quá. Chị ơi, chị ok hết đau phổ rồi đó hả? Ủa đau có chút xíu vậy thôi hả? Rồi con lấy muỗng lấy nĩa đi, của con xong rồi nè. Cơm của Chi nè cô chú, hy vọng là Chi sẽ ăn hết. Tại vì Chi than đau cổ á, cho nên là mình sẽ không có làm rau gì thêm nhiều để cho con ăn cơm với thịt thôi. Đây con, cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Không có Chi. Chị không. Chị nó ăn gần hết thịt luôn rồi kìa cô chú ơi, mà nó còn cơm nguyên. Cho con ăn cơm. Trời ơi, thịt ngon không? Thịt ngon không? Thịt mẹ làm ngon quá mà mềm nữa. Chị nó ăn gần hết luôn rồi nè. Còn đau cỏ hết. Còn đau cỏ không? Nãy xạo phải không? Đúng nhẽo đúng không? Còn đau đâu, nuốt thử cái đau. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nếu mọi người thấy thích video và yêu thương hai mẹ con Chi Chi thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Và nhớ bấm chuông để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.